Bí mật của chồng Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com Phần 1 Tổng quan cuốn sách Bí mật của người chồng của Lai An Moriarty là ba câu chuyện trong một. Cecilia là một bà mẹ trung niên của ba cô con gái. Cô đã kết hôn với một trong những chàng trai giàu có, nổi tiếng Fitzpatrick, và đối với bất kỳ người ngoài cuộc nào dường như cô có một cuộc sống hoàn hảo, trong khi tìm kiếm một mảnh của bức tường Berlin cho con gái mình cô ấy tìm thấy một lá thư có tên của cô ấy và một dòng chữ ngắn ở mặt trước của phong bì. Ghi chú nói rằng phong bì chỉ được mở trong trường hợp chồng cô qua đời. Cecilia bị hấp dẫn và bị ám ảnh bởi bức thư, đặc biệt là khi chồng cô bắt đầu tỏ ra kỳ lạ khi cô hỏi anh về nó. Cecilia mở bức thư và phát hiện ra rằng chồng cô đã giết một cô gái địa phương 28 năm trước. Anh ấy yêu cầu cô ấy nói với mẹ của cô gái rằng đó là một tai nạn và anh ấy rất xin lỗi cuộc sống của Cecilia vượt khỏi tầm kiểm soát với kiến thức mới này. Mối quan hệ chấm nở của cô với mẹ của những cô gái đã chết làm tăng cảm giác tội lỗi của cô và niềm tin của cô vào người mà cô nghĩ chồng mình thực sự đã bị hủy hoại. Rachel Crowley là thư ký trường học tại trường công giáo sưu tầm. Angela ở Sydney, Australia. 28 năm trước, cô con gái tuổi tin của Rachel, Yanni, bị sát hại, kẻ giết cô ấy không bao giờ được tìm thấy. Rachel đã trải qua nhiều năm kể từ cái chết của con gái mình để đau buồn và giữ khoảng cách với những người khác. Cô ấy thậm chí còn cô lập con trai mình, Shop, và người vợ có vẻ hoàn hảo của anh ấy, Lauren. Rachel phẫn nộ với Lauren chủ yếu vì cô ấy còn sống, còn Gianni thì không. Cô ấy tức giận khi Rob và Lauren nói với cô ấy rằng họ sẽ chuyển đến Hoa Kỳ để tạo cơ hội việc làm cho Lauren. Cô ấy không thể tin rằng họ đang bắt cháu trai của cô ấy, Jacob rời xa cô ấy. Rachel tin rằng Connor Whitby, giáo viên thể dục tại sưu tầm, Angela S. đã sát hại con gái cô. Cô ấy biết rằng anh ấy là người cuối cùng nhìn thấy Jani còn sống và cô ấy tìm thấy một đoạn video trong đó anh ấy thay đổi tâm trạng rõ rệt trước khi tắt máy quay. Thật không may, cảnh sát không thấy đoạn video đủ hấp dẫn để thẩm vấn lại Connor. Tess và Felicity đã thân thiết cả đời. Mẹ của họ là cặp song sinh, và các cô gái lớn lên như chị em gái. Hai người chuyển đến Melbourne, nơi Tess gặp Win, chồng cô. Cả ba bắt đầu kinh doanh tiếp thị cùng nhau. Công việc kinh doanh chỉ bắt đầu khởi sắc khi Felicity và Win nói với Tess rằng họ đã yêu nhau. Tess đưa con trai Liam đến nhà mẹ cô ở Sydney. Cô đăng ký cho Liam tại trường công giáo sưu tầm. Angela và gặp Rachel Crowley. Cô ấy cũng tình cờ gặp Connor Whitby, người mà cô ấy đã hẹn hò trong 6 tháng trước khi chuyển đến Melbourne. Tess ngạc nhiên khi biết Connor không còn là kế toán nữa mà hiện là giáo viên thể dục. Tess và Connor có một mối tình ngắn ngủi và cô ấy tự hỏi liệu cô ấy có đang cố gắng giải quyết nỗi đau tột cùng của mình bằng cách quan hệ thể xác với Connor hay không. Felicity đến thăm Tess và nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ rời khỏi đất nước vì cảm thấy kinh khủng và mặc dù cô ấy yêu Win nhưng anh ấy không yêu cô ấy. Quyền đến Melbourne và anh ấy cùng Tess quyết định cố gắng giải quyết mọi việc, con đường của tất cả các gia đình này hội tụ. Trong một lúc tức giận, Rachel nhìn thấy Connor trên đường và tăng tốc, hy vọng sẽ đâm trúng anh ta và lấy mạng anh ta. Polly, con gái của Cecilia, vừa chạy ra đường về phía anh ta thì bị ô tô đâm phải. Polly bị mất cánh tay phải và cha mẹ cô tiết lộ bí mật khủng khiếp của họ cho Rachel. Rachel quyết định giữ bí mật của họ và tập trung vào việc tiếp tục. Phần kết cung cấp một cái nhìn thoáng qua về những gì có thể xảy ra trong cuộc sống của các nhân vật, tiết lộ rằng Gianni mắc hội chứng Marfan, một chứng rối loạn hiếm gặp khiến cô chết vì chứng phình động mạch chủ. Thật không may, đây là một bí mật đã chết với cô ấy. Phần 2. Nhân vật chính Cecilia Fitzpatrick Cecilia là vợ của John Paul và là mẹ của Polly, Esther và Isabelle. Esther Fitzpatrick. Esther là con gái của Cecilia. Cô ấy bị ám ảnh bởi bức tường Berlin. Isabel Fitzpatrick. Isabel là con gái của Cecilia. Polly Fitzpatrick. Polly là con gái của Cecilia. Polly bị ám ảnh bởi giáo viên thể dục của mình, Connor Whitby. John Paul Fitzpatrick. John Paul là chồng của Cecilia. Anh ta đã giết Danny Crowley 28 năm trước và giữ bí mật. Test. Tess là vợ của Gwyn và mẹ của Liam. Cô ấy đã bắt đầu kinh doanh với chồng và em họ của cô ấy, Felicity. Gwyn. Gwyn là chồng của Tess. Anh ấy tin rằng mình đã yêu em họ của vợ mình, Felicity. Felicity. Felicity là em họ của Tess và là đối tác kinh doanh của Gwyn và Tess. Felicity yêu Gwyn. Liam. Liam là con trai của Tess và Gwyn. Anh ấy 6 tuổi. Rachel Crowley. Rachel là mẹ của Rob và Yanni. Cô ấy vẫn đang đối phó với vụ giết con gái mình chưa được giải quyết 28 năm trước. Rob Crowley. Rob là con trai của Rachel. Anh ấy đã kết hôn với Lauren. Lauren Crowley. Lauren là vợ của Rob. Cô ấy đã được mời làm một công việc tuyệt vời ở New York. Jacob Crowley. Jacob là con trai của Rob. Ngay cả khi còn trẻ, anh ấy rất thân với bà của mình. Phần 3 Chương một, Chồng của Cecilia, John Paul, đang đi công tác ở Chicago. Cô ấy là một người mẹ bận rộn và là nhà tư vấn bán thời gian của Tupper Gua. Cô con gái 12 tuổi của cô, Esther, hiện đang bị bức tường Berlin ám ảnh. Cecilia có một mảnh tường từ chuyến đi đến Đức vài năm trước. Khi ở trên gác mái để tìm kiếm nó, cô ấy tìm thấy một phong bì bí ẩn có tên của mình trên đó một ghi chú trên đó nói rằng nó chỉ nên được mở trong trường hợp chồng cô qua đời cô ấy không mở nó khi cô ấy đề cập đến bức thư gửi cho john paul qua điện thoại cô ấy cảm thấy bối rối vì sự im lặng khó xử của anh ấy diễn biến chính con gái của cecilia esther bị bức tường berlin ám ảnh cecilia tìm thấy một phong bì gửi cho cô ấy trên gác mái một ghi chú trên đó nói rằng nó sẽ được mở trong trường hợp chồng cô qua đời Dồn Paul ngập ngừng khi Cecilia hỏi anh về chiếc phong bì. Phần 4 Chương 2 Tess và Felicity là anh em họ. Felicity luôn thừa cân cho đến gần đây, khi cô tham gia Gui ơ và giảm 40 cân. Tess, chồng cô, Quinn và Felicity cùng sở hữu một doanh nghiệp tiếp thị ở Melbourne. Tess lo lắng cho mẹ cô, người vừa bị gãy mắt cá chân, và cậu con trai 6 tuổi Liam đang bị bắt nạt ở trường. Quinn và Felicity gọi Tess đến một cuộc họp để nói với cô ấy rằng họ đã yêu nhau. Quá tức giận, Tess nói rằng cô ấy sẽ quay lại Sydney cùng Liam để giúp đỡ mẹ mình. Cô ấy tin rằng chồng cô ấy đã bị Felicity thu hút khi cô ấy giảm cân. Cô ném cà phê lạnh vào mặt họ. Diễn biến quan trọng, Felicity gần đây đã sụt 40 cân và Tess tin rằng đây là lý do khiến chồng cô bị cô thu hút. Felicity và Quinn nói với Tess rằng họ đã yêu nhau. Tess quyết định quay lại Sydney với Liam. Phần 5, chương 3 Rachel lạc quan rằng con trai bà, Rob, và con dâu của bà, Lauren, sẽ nói với cô ấy rằng họ sắp có một em bé khác. Cô ấy yêu quý đứa cháu trai duy nhất của mình, Jacob. Thay vào đó, cặp đôi nói với cô ấy rằng Lauren đã được mời làm một công việc mới tuyệt vời ở New York và họ đang chuyển đi. Rachel bị tàn phá Jacob là lẽ sống của Rachel kể từ khi bi kịch ập đến với cô vào năm 1984. Kỳ hép Benningstrop và Lauren nói với Rachel rằng họ sẽ chuyển đến New York. Rachel rất đau khổ vì họ đang bắt cháu trai của cô ấy rời xa cô ấy. Phần 6 Chương 4 Cecilia vẫn đang chờ phản hồi của John Paul qua điện thoại. Giọng anh nghe lạ khi cuối cùng anh yêu cầu cô đừng mở bức thư. Anh ấy nói rằng anh ấy đã viết nó sau khi họ có Isabel, khi anh ấy quá buồn bã và xúc động. Cecilia đồng ý không mở bức thư và nhét nó vào một trong những cuốn sách của Esther về bức tường Berlin. Boli, con gái út của Cecilia, là đẹp lạ thường. Boli phải lòng Connor Whitby, giáo viên thể dục của cô ở trường. Cô ấy nói với mẹ rằng cô ấy muốn mời anh ấy đến bữa tiệc sinh nhật sắp tới của cô ấy. Cecilia nói với Polly rằng điều đó là không phù hợp và Polly bỏ đi Cecilia lấy lá thư từ cuốn sách của Esther Cô ấy cảm thấy rằng John Paul đã không hoàn toàn thành thật với cô ấy về điều đó Khi hép Bennington, Paul nghe có vẻ kỳ lạ khi nói chuyện với Cecilia về chiếc phong bì Polly muốn mời Connor Whitby đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy Nhưng mẹ cô ấy từ chối Cecilia nghi ngờ John Paul đang giấu cô điều gì đó Phần 7 Chương 5 Liam và Tess đến nhà mẹ cô ở Sydney. Liam nói với bà của anh ấy, Lucy, họ ở đó để chăm sóc cô ấy. Tess kể cho mẹ nghe chuyện đã xảy ra và Lucy ngay lập tức vô cùng tức giận với cô cháu gái nhỏ của mình. Rachel vô cùng tức giận với con trai và con dâu vì quyết định chuyển đến New York. Cô ấy phải chịu một làn sóng đau đớn và ký ức về căn phòng trống của cô con gái 17 tuổi vào năm đầu tiên sau khi cô ấy qua đời. Không ngủ được, cô thức dậy và lấy ra một cuốn album ảnh cũ. Cô ấy xem tất cả những bức ảnh đẹp của Yani, khi cô ấy nhìn thấy một bức ảnh của Yani với một cậu bé tuổi tin đáng yêu, cô ấy chạm vào mặt anh ấy và bàn tay của cô ấy nắm lại thành nắm đấm. Diễn biến quan trọng test kể cho mẹ cô, Lucy, về Quinn và Felicity. Rachel nhìn bức ảnh chụp Yanni với một cậu bé và trở nên tức giận. Phần số 8 Chương 6 Đó là ngày 6 tháng 4 năm 1984. Yanni Crowley sẽ nói với một chàng trai mà cô ấy thích rằng cô ấy đã chọn đánh mất trinh tiết của mình với anh ta. Cô ấy lo lắng vì mẹ cô ấy dường như đang bận rộn với một việc gì đó và không chú ý nhiều đến cô ấy. Kỳ hép Benningsiani sẽ nói với một chàng trai rằng cô ấy muốn mất trinh với anh ta. Gianni lo lắng rằng mẹ cô ấy dường như đang bận rộn với một thứ gì đó khác ngoài cô ấy Phần 9 Chương 7 Cecilia đang suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình Đã 6 tháng kể từ khi cô và chồng làm tình Cô ấy thoáng thắc mắc liệu dung bầu có đang ngoại tình hay không Và sau đó cho rằng ý nghĩ đó thật lố bịch Cô nghĩ về lá thư Cô ấy tự hỏi liệu dung bầu có một gia đình bí mật nào khác ở đâu đó hay anh ấy là người đồng tính cô ấy đã khóa bức thư lại và cô ấy tự nhủ rằng mình sẽ không mở nó ra. Khi hép Benin Cecilia tự hỏi liệu John Paul đang ngoại tình, có người khác, có gia đình hay là người đồng tính. Cecilia không chịu mở thư. Phần 10 Chương 8 Ted và Lucy đưa Liam đến trường công giáo sưu tầm. Angela để ghi danh cho anh. Họ đang đợi trên sân chơi cho đến khi đến giờ hẹn. Cecilia patrick ra khỏi nhà thờ và đi về phía họ tess không thoải mái khi cecilia xinh đẹp nói nhiều đến chào hỏi lucy nói với cecilia rằng họ có một cuộc hẹn với thư ký của trường rachel crowley và hỏi cô ấy xem rachel thế nào cecilia nói rằng cô ấy nghĩ rachel vẫn ổn khi cecilia rời đi tess hỏi cô ấy câu chuyện của rachel crowley là gì lucy hỏi cô ấy liệu cô ấy có nhớ tên jennie crowley không tess nhớ rằng jennie crowley đã bị sát hại khi Tess và Lucy gặp Rachel, Connor Whitby đến lấy một số biểu mẫu. Anh ấy là giáo viên dạy thể dục ở trường. Connor nhận ra Tess và họ trao đổi lời chào ngắn gọn. Khi anh ấy rời đi, Tess nói với mẹ cô ấy rằng anh ấy là bạn hồi trung học. Diễn biến quan trọng Tess và Lucy đưa Liam đến trường để ghi danh cho anh ấy. Cecilia đến nói chuyện với Tess và Lucy. Tess và Connor gặp nhau và trò chuyện ngắn gọn. Phần 11. Chương 9 Cecilia và ba cô gái của cô ấy đang ở trong xe. Esther đang giảng cho họ về bức tường Berlin. Cecilia ước điều gì đó lớn lao sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Bolly nói rằng bố của cô ấy nhìn Isabel một cách hài hước như thể ông ấy vừa tức giận vừa buồn bã. Cô ấy hỏi Cecilia tại sao anh ấy lại giận Isabel. Cecilia thắc mắc liệu John Paul có đang quấy rối Isabel hay không. Sau đó, Esther nói với cô ấy rằng bố đã khóc trước khi lên đường đến Chicago. Cô tự hỏi liệu anh có bị trầm cảm không? Cô ấy biết rằng anh ấy đã cố tự tử một lần ở trường đại học, mặc dù cô ấy thực sự không biết tại sao. Cô ấy thề sẽ mở bức thư sau khi các cô gái đi ngủ vào đêm hôm đó. Diễn biến quan trọng, Polly nói với Cecilia rằng bố cô ấy nhìn Isabel buồn cười. Esther nói với Cecilia rằng cô ấy đã nghe thấy tiếng bố mình khóc trước khi ông ấy rời đi Chicago. Cecilia thề sẽ mở chiếc phong bì bí ẩn. Phần 12, Chương 10. Test, Lucy và Liam đang trở lại nhà Lucy thì có người gõ cửa, đó là Mary, em gái song sinh của Lucy và mẹ của Felicity. Mary nói với cô ấy rằng Felicity sẽ không bao giờ tự ý làm điều này với cô ấy. Lucy chán ghét em gái mình khi cô ấy nói với Tess rằng cô ấy hy vọng cô ấy có thể tha thứ cho Felicity. Mary nói với Tess rằng cô ấy không thể chịu đựng được ý nghĩ Tess và Felicity bị ghẻ lạnh. Tess nói rằng cô ấy có thể phải làm vậy. Diễn biến chính gì của Tess? Mary đến nói chuyện với cô ấy. Mary nói với Tess rằng những gì đang xảy ra với Win không thể là lỗi của Felicity. Phần 13, chương 11, bạn của Rachel Maria, mời cô đến dự tiệc Tupperware do cô tổ chức. Cecilia dẫn đầu buổi giới thiệu Tupperware, Rachel say xỉn, và Cecilia đề nghị chở cô ấy về nhà. Trên đường đi, Rachel nói với Cecilia rằng con gái cô, Isabel, khiến cô nhớ đến Gianni. Cecilia chỉ có một ký ức về Gianni, diễn biến quan trọng Rachel say xỉn tại bữa tiệc Tupperware của một người bạn. Cecilia chở Rachel về nhà và Rachel nói với cô ấy rằng con gái của cô ấy, Isabel, khiến cô ấy nhớ đến Gianni Phần 14, chương 12, Yanni học trước Cecilia 4 năm ở trường. Khi Cecilia học năm 2 và Yanni học năm 6, có một lễ hội hóa trang ở trường. Mỗi nhà phải diễu hành xung quanh hình bầu dục bên ngoài trường học. Cecilia vấp ngã, những đứa trẻ diễu hành phía sau đâm sầm vào cô khiến ngôi nhà màu đỏ thu cuộc. Cecilia bắt đầu khóc nức nở, và Gianni nói với cô ấy rằng điều đó không quan trọng vì đó là cuộc hành quân không quan trọng. Rachel cảm ơn Cecilia vì đã chia sẻ kỷ niệm. Cecilia mời Rachel đến dự tiệc sinh nhật của Polly. Cecilia tiếp tục về nhà sau khi tiễn Rachel. Khi cô ấy về đến nhà, một chiếc taxi dừng lại và thả John bao xuống anh ấy về nhà sớm ba ngày. Cecilia thất vọng vì biết mình đã mất cơ hội mở thư. Kỳ Happening Cecilia chia sẻ câu chuyện về Gianni ở trường. Cecilia thất vọng khi John Paul về nhà sớm 3 ngày sau chuyến đi. Phần 15, chương 13. Felicity gọi cho Tess. Cô ấy nói với cô ấy rằng cô ấy và Quyên vẫn chưa ngủ với nhau. Tất cả những gì họ làm là nghĩ về Tess và Liam. Tess nói với Felicity rằng Liam sẽ bắt đầu đi học ở Sydney vào ngày hôm sau và Connor bi làm việc tại trường của anh ấy với tư cách là giáo viên thể dục. Felicity biết rằng Tess đã hẹn hò với Connor trước khi họ chuyển đến Melbourne. Felicity hỏi liệu cô ấy có thể chúc Liam ngủ ngon không. Tess nói dối và nói rằng anh ấy đang ngủ. Cô ấy bảo Felicity cứ ngủ với Win sau đó trả lại anh ấy cho cô ấy diễn biến quan trọng, Felicity gọi điện cho Tess để xem tình hình của cô và Liam. Tess nói với Felicity về Connor. Tess bảo Felicity ngủ với chồng cô ấy rồi trả lại anh ta. Phần 16, chương 14. Vẫn còn say, Rachel đi tắm nước nóng. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể cảnh báo Tess rằng Connor có thể là kẻ giết người. Rachel đã đến đón Gianni muộn 7 phút vào ngày khủng khiếp đó và 7 phút đó có thể đã khiến Jani phải trả giá bằng mạng sống của mình. Rachel biết được từ các nhà điều tra rằng Jani đến nhà Connor lúc 3 giờ 30 và họ đã xem một đoạn video cùng nhau. Sau đó, theo Connor, anh đưa cô đến ga xe lửa vì cô có việc phải làm ở một thị trấn gần đó. Không ai nhớ đã nhìn thấy cô ấy sống lại sau đó. Thi thể của cô được tìm thấy vào sáng hôm sau tại một sân chơi trong công viên. Cô ấy được bao phủ bởi chiếc áo khoác đồng phục của trường và một chuỗi tràng hạt đã được đặt trên tay cô ấy. Nguyên nhân cái chết là do bị xiết cổ. Rachel tin rằng mẹ, cha và chồng cô đều chết vì trái tim tan vỡ, và cô là người duy nhất buộc phải tiếp tục sống. Sau đó, cô ấy nghĩ về việc già cốt chuyển đi và ném một ngọn nến ra khỏi tủ trong cơn tức giận. Diễn biến quan trọng Rachel nghĩ về Gianni và Connor khi đang tắm nước nóng. Rachel tự trách mình vì đã đến đón Gianni muộn 7 phút. Rachel trở nên kích động khi nghĩ về việc Jacob sẽ chuyển đi và đánh bật một ngọn đến khỏi tủ phòng tắm. Phần 17 Chương 15 Dùng bầu hỏi Cecilia cô ấy đã làm gì với bức thư. Cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy đã đặt nó trở lại gác mái và rằng cô ấy đã không đọc nó. Sau đó, cô tỉnh dậy và thấy rằng dùng bầu không ở trên giường với cô. Cô nghe thấy tiếng Anh sột soạt trên gác mái. Cô ấy đến văn phòng nơi cô ấy giấu bức thư, mở nó ra và bắt đầu đọc. Kỳ hép Cecilia nói với John Paul rằng cô ấy đã đặt lá thư trở lại ác mái. John Paul tìm kiếm bức thư. Cecilia đọc bức thư. Chương 16 test và mẹ cô nói về Felicity. Họ đi đến kết luận rằng Felicity không bao giờ để test có bất cứ thứ gì cho riêng mình và cô ấy khuyến khích sự nhút nhát của test để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn. Tess nhận ra rằng cô luôn chia sẻ mọi thứ với Felicity, kể cả chồng cô. Cô ấy lấy xe ô tô của mẹ mình và chỉ mặc bộ đồ ngủ. Khi dừng đổ xăng, cô ấy tình cờ gặp Connor ở trạm xăng. Diễn biến quan trọng Tess tin rằng cô ấy đã cho phép Felicity chia sẻ chồng với cô ấy. Tess mặc bộ đồ ngủ lái xe và tình cờ gặp Connor ở trạm xăng. Phần 18 Chương 16 Tess và mẹ cô ấy nói về Felicity họ đi đến kết luận rằng Felicity không bao giờ để Tess có bất cứ thứ gì cho riêng mình và cô ấy khuyến khích sự nhút nhát của Tess để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn. Tess nhận ra rằng cô luôn chia sẻ mọi thứ với Felicity, kể cả chồng cô. Cô ấy lấy xe ô tô của mẹ mình và chỉ mặc bộ đồ ngủ. Khi dừng đổ xăng, cô ấy tình cờ gặp Connor ở trạm xăng. Diễn biến quan trọng Tess tin rằng cô ấy đã cho phép Felicity chia sẻ chồng với cô ấy test mặc bộ đồ ngủ lái xe và tình cờ gặp Conner ở trạm xăng. Phần 19 Chương 17 Rachel thức dậy với một chút nôn nao. Cô ấy mở một băng các xét cũ, một chương trình mà Jani thường xem. Cô ấy xem một số nội dung và định tắt nó đi khi Jani xuất hiện trên màn hình. Cô ấy nghe thấy giọng nói của một cậu bé nói với Jani rằng cô ấy đang đứng quá gần máy quay. Gianni lùi lại để lộ Conner. Cô ấy lấy một cây bút chì và làm như đang phỏng vấn Connor trong một căn phòng mà Rachel không nhận ra. Janie hỏi Connor xem anh ấy có bạn gái chưa? Anh xoay chuyển câu hỏi về cô, cố gắng buộc cô phải thừa nhận cảm giác của mình về anh. Anh ấy tức giận khi cô ấy không trả lời anh ấy. Rachel thở hổn hển khi anh đưa tay lên che ống kính máy ảnh, khiến hình ảnh của Janie biến mất. Rachel tin rằng cô ấy hiện có bằng chứng mới chống lại Connor. Cô quầy số của trung sĩ Bellat sĩ quan phụ trách vụ án của Jani. Diễn biến quan trọng Rachel tìm thấy một video gia đình có Jani và Connor. Rachel gọi cho trung sĩ Bellat, người phụ trách điều tra vụ giết người của Jani. Phần 20, chương 18 Khi Tess chào Connor, cô ấy cố nhớ lại xem họ đã chia tay như thế nào và liệu cô ấy có ác ý với anh ấy không. Connor nói với cô ấy rằng anh ấy đã nghĩ về cô ấy kể từ khi nhìn thấy cô ấy ở trường. Anh ấy tự hỏi liệu cô ấy có muốn uống cà phê vào một lúc nào đó không? Tess đồng ý khi ký ức về việc thức dậy bên cạnh anh ta trên giường nước thoáng qua tâm trí cô. Connor hứa sẽ gọi cho cô ấy. Diễn biến quan trọng Tess và Connor trò chuyện tại trạm xăng. Connor thỉnh thoảng rủ Tess đi uống cà phê. Phần 21, chương 19 Bức thư tiết lộ rằng John Paul đã giết Danny Crowley khi anh ta 17 tuổi. Nó là một tai nạn, Jani nói với anh rằng cô ấy đang yêu một chàng trai khác. Khi anh trở nên khó chịu, cô cười nhạo anh. Anh mất bình tĩnh. John Paul đã không thú nhận tất cả những năm trước vì anh ta là một kẻ hèn nhát. Đó là lý do anh ta cố tự tử ở trường đại học. Trong thư, anh ấy yêu cầu Cecilia nói với Krause rằng anh ấy xin lỗi. Anh ấy hiểu tác động của những gì anh ấy đã làm bây giờ khi anh ấy có một đứa con của riêng mình. Dion Pau nhìn vào Cecilia biết rằng cô ấy đã đọc bức thư. Cecilia hỏi anh ta nếu đó là sự thật. Anh ấy giải thích rằng anh ấy đã say khi viết bức thư và anh ấy đã làm mất nó. Anh ấy nói với cô ấy rằng anh ấy xin lỗi. Cô ấy rất tức giận với anh ta vì đã cố gắng để lại cho cô ấy gánh nặng tội lỗi sau cái chết của anh ta. Cô ấy cũng phát ốm khi nghĩ rằng chồng mình đã sát hại một người phụ nữ vô tội diễn biến chính Cecilia đọc trong một bức thư rằng John Paul đã giết Gianni Crowley trong cơn thịnh nộ. Trong bức thư, John Paul yêu cầu Cecilia nói với Crowley S rằng anh ta rất tiếc vì đã giết Gianni. Cecilia phát ốm vì những gì John Paul đã làm và tức giận vì anh ta sẽ để lại cho cô bí mật của mình. Phần 22, chương 20, Rachel cho trung sĩ Bellet xem video của Connor và Gianni anh ta không nghĩ rằng đoạn video sẽ đủ để thuyết phục lực lượng hiện tại xem xét lại Connor vì Connor có bằng chứng ngoại phạm về đêm xảy ra án mạng. Trung sĩ Bellet đảm bảo với cô ấy rằng anh ấy sẽ làm những gì có thể, nhưng anh ấy không thể thực hiện bất kỳ lời hứa nào. Rachel bị tàn phá. Diễn biến quan trọng Rachel cho trung sĩ Bellet xem video. Trung sĩ Bellet nói với Rachel rằng anh ta không nghĩ rằng đoạn video sẽ đủ để khuyến khích lực lượng hiện tại điều tra lại vai trò của Connor trong vụ sát hại Jani. Phần 23, chương 21, đó là ngày 6 tháng 4 năm 1984, buổi sáng cuối cùng trong cuộc đời của Jani. Cô ấy ngồi cạnh Connor trên xe buýt. Cô cảm thấy khó thở và hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô cố gắng điều hòa nhịp thở, tự hỏi liệu có điều gì không ổn với mình không. Cô ấy nói với Connor rằng cô ấy đã đưa ra quyết định. Anh ấy hỏi quyết định của cô ấy là gì? Diễn biến quan trọng đó là buổi sáng cuối cùng trong cuộc đời Yanni và cô cảm thấy khó thở khi chuẩn bị nói cho Connor biết quyết định của mình. Phần 24, chương 22, John Paul bị ám ảnh bởi Yanni Crowley. Họ đã bí mật gặp nhau vì cha cô là một người công giáo nghiêm khắc và cô không được phép có bạn trai cho đến khi cô 18 tuổi. Vào đêm cô qua đời, ni hẹn anh gặp cô ở công viên. Cô nói với anh rằng cô đang yêu một chàng trai khác. Anh ta cãi lại rằng cô ta là bạn gái của anh ta và cô ta cười phá lên, khiến anh ta nổi cơn thịnh nộ. Anh muốn giết cô dù chỉ một giây. Anh vòng tay quanh cổ cô, nhưng ngay lập tức tự hỏi mình đang làm gì. Anh thả tay xuống tin rằng mình đã kịp thời ngăn chặn việc bóp cổ cô tuy nhiên cô hoàn toàn mềm dũng trong vòng tay anh anh biết cô đã chết vì vậy anh ấy đặt cô ấy ở chân cầu trượt và che cho cô ấy trong chiếc áo khoác của cô ấy anh ấy đặt chuỗi tràng hạt của mẹ mình một món đồ trang sức mà anh ấy đã mang theo để cầu may trong kỳ thi vào tay bà anh ấy không bao giờ bị hỏi vì không ai biết về mối quan hệ của họ nếu anh ta bị thẩm vấn anh ta sẽ thú nhận John Paul phải lòng Cecilia vì cô ấy quá tốt. Anh ấy cũng thừa nhận rằng Isabel khiến anh ấy nhớ đến Gianni. Vì lý do đó, anh ấy nhìn chầm chầm vào cô ấy và khóc khi tắm khi tưởng tượng rằng cô ấy đã chết. Cecilia không thể không nghĩ rằng tất cả những gì cô ấy nghĩ là đúng về anh ấy đều là dối trá. Diễn biến quan trọng John Paul mô tả những gì đã xảy ra vào ngày Gianni qua đời. John Paul nói với Cecilia rằng anh cưới cô ấy vì cô ấy là một người tốt. Cecilia tự hỏi liệu tất cả những gì cô ấy nghĩ rằng cô ấy biết về chồng mình có phải là dối trá hay không. Phần 25, chương 23 Khi Tess đưa Liam đến trường, anh ấy nói với cô ấy rằng anh ấy muốn cô ấy ngừng đánh nhau với bố anh ấy và Felicity để họ có thể về nhà. Trước khi Tess có thể trả lời, hiệu trưởng đến và thông báo rằng cô và giáo viên của Liam đã biến lớp học của anh ấy thành một hành tinh khác để họ có thể săn trứng phục sinh ngoài không gian. Liam bị hấp dẫn và bỏ trốn cùng hiệu trưởng. Tess tình cờ gặp Cecilia Fitzpatrick khi đang đi bộ về nhà mẹ cô. Cecilia đang đeo kính râm và đi giày không phù hợp. Cecilia đang về nhà để lấy đôi giày thể dục bị bỏ quên của Bolly. Rachel Crowley tình cờ đi ngang qua khi họ đang nói chuyện và dừng lại để chào. Khi Rachel đi vào trường, Cecilia nôn mửa trong rãnh nước. Khi cơn bệnh qua đi, Cecilia đứng không vững. Tess đề nghị chở cô ấy về nhà và mang giày của Polly trở lại trường. Kỳ hép Ben am nhớ nhà và đổ lỗi cho mẹ mình bị cha ghẻ lạnh. Cecilia và Tess gặp nhau. Tess nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với Cecilia. Ray chào Tess và Cecilia và sau khi cô ấy vào trong, Cecilia nôn mửa trong rãnh nước. Phần 26, chương 24. Rachel không chắc liệu cô ấy có thể kiểm soát cảm xúc của mình nếu nhìn thấy Connor hay không. Cô thề sẽ không đối đầu với anh ta vì cô muốn cuộc điều tra được xử lý đúng đắn. Rob gọi điện để mời cô đến dự bữa tối lễ phục sinh tại nhà của mẹ Lauren. Rachel đồng ý, nhưng không hài lòng về điều đó. Rob nhắc cô ấy rằng họ muốn đi đến công viên với cô ấy vào thứ Sáu, ngày dỗ của Gianni. Rob muốn ở đó vì Gianni. Rachel không muốn Lauren đến nhưng đồng ý sau khi nghe thấy giọng nói của Rob. Diễn biến quan trọng Rachel đặt câu hỏi về khả năng kiềm chế cơn thịnh nộ của mình đối với Connor. Rob mời Rachel đến ăn tối lễ phục sinh tại nhà mẹ vợ anh. Rachel nói rằng Rob và Lauren có thể cùng cô ấy đến công viên vào ngày dỗ của Yanni. Phần 27, chương 25 Test ngưỡng mộ ngôi nhà không tì vết của Cecilia Cecilia nhận thấy đôi giày không phù hợp của mình và rất đau khổ. Test tự hỏi liệu Cecilia có bị điên hay đang nghiện ma túy không. Test chuẩn bị trà và đề nghị ở lại với Cecilia. Diễn biến quan trọng Test tự hỏi có chuyện gì xảy ra với Cecilia. Test đề nghị ở lại uống trà với Cecilia. Phần 28, chương 26. Cecilia bị ám ảnh bởi những gì cô biết được về vụ sát hại Jandy Crowley và vai trò của chồng cô trong đó. Cô tưởng tượng điều gì có thể xảy ra nếu mọi người bắt đầu tìm hiểu sự thật. Cô ấy cũng nghĩ về cái giá phải trả cho sự tự do của John Paul và cảm giác của Rachel Crowley khi biết ai đã giết con gái mình. Tess nói với Cecilia rằng cô ấy trông rất trắng. Cecilia cho rằng cô ấy bị nhiễm virus. Bài học rút ra chính Cecilia tưởng tượng nỗi đau buồn và thất vọng của Rachel phải khủng khiếp như thế nào. Cecilia nói với Tess rằng cô ấy bị nhiễm virus. Phần 29, chương 27 Tess giao giày của Polly cho Connor. Khi cô nhìn thấy anh, cô nhớ lại nụ hôn đầu tiên của họ. Khi cô ấy rời đi, anh ấy hỏi cô ấy liệu cô ấy có muốn uống cà phê không và liệu tối hôm đó có làm việc không. Quinn và Felicity lướt qua tâm trí cô. Cô ấy nói với Connor rằng cô ấy muốn pha nó thành đồ uống thay vì cà phê. Diễn biến quan trọng Tess và Connor lên kế hoạch đi uống nước gặp nhau. Phần 30, chương 28 Cecilia ngồi trên sàn tủ đựng thức ăn và khóc. Cô ấy cố trấn tĩnh bằng cách nhìn vào những hộp túp bơ được sắp xếp hoàn hảo của mình. Cô ấy ngửi thấy mùi dầu mè và nó làm cô ấy khó chịu. John Pau thích món gà mè của cô ấy. Virginia, mẹ của John Pau, đến thăm Cecilia. Cecilia và Virginia nói về Rachel Crowley. Virginia nhớ lại khi con gái của Rachel qua đời và đề cập đến bức ảnh chuỗi hạt mà Gianni được tìm thấy đang cầm. Cecilia nhớ rằng chuỗi hạt mà John Pau để lại cho Gianni từng thuộc về Virginia. Cô nhận ra Virginia biết bí mật của John Pau. Virginia nói với Cecilia rằng cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì về các con của mình. Kỳ happening Cecilia bị hỏng trong tủ đựng thức ăn ở nhà cô ấy. Mẹ của John Pau, Virginia, đến thăm Cecilia. Virginia nói rõ với Cecilia rằng cô ấy biết bí mật của John Pau. Phần 31 Chương 29 Rachel đang làm việc trong văn phòng của trường thì nhận được điện thoại từ trung sĩ Beo Trung sĩ Ba Lách nói với cô ấy rằng anh ấy đã đưa đoạn video cho một người bạn tốt của anh ấy tại đội giết người, nhưng không khiến cô ấy hy vọng. Rachel bị tàn phá. Kỳ hép Benin, Rodney Beulach gọi điện cho Rachel để nói với cô ấy rằng anh ta đã đưa đoạn video về Yanni và Connor cho một người bạn của anh ta tại đội sát nhân. Phần 32 Chương 30 Connor và Tess gặp nhau tại một quán ba đông đúc. Họ rời đi sớm khi một học sinh của say rượu đến gần Connor để hỏi liệu anh ta có thể mua đồ uống cho anh ta không. Connor nắm tay Tess khi họ đi dạo và cô ấy rất ngạc nhiên vì mình thích điều đó đến mức nào. Diễn biến quan trọng Tess gặp Connor đi uống nước và có khoảng thời gian vui vẻ với anh ấy. Phần 33, chương 31, Cecilia và gia đình ăn tối bọn trẻ phàn nàn về món cá mà Cecilia đã chuẩn bị. Cô ấy dọn sạch đĩa của họ, kể cả của John Paul, mặc dù anh ấy nói rằng anh ấy thích món cá. Cô vào bếp và rót đầy ly rượu của mình, test quan hệ tình dục với Connor. Khi cô ấy hỏi anh ấy tại sao họ lại chia tay, anh ấy nói rằng cô ấy đã không mời anh ấy khi cô ấy và Felicity chuyển đến Melbourne. Tuy nhiên, anh rất vui khi gặp cô khi cô đến trường. Khi Benning Cecilia tức giận khi các con phàn nàn về bữa ăn mà cô ấy đã chuẩn bị. Tess và Connor có quan hệ tình dục. Phần 34 Chương 32 Cecilia và Esther xem các clip trên Youtube về ngày bức tường Berlin sụp đổ. Cecilia nói với Esther rằng cô ấy đang khóc vì những người trong video quá hạnh phúc. Diễn biến chính Cecilia suy sụp khi xem video clip về bức tường Berlin với Esther. Phần 35 Chương 33 Tess và Connor nằm trên giường của anh ấy và nói về Felicity và Quinn. Tess nói với Connor rằng cô ấy không biết mọi thứ sẽ tự giải quyết như thế nào. Connor đang gặp bác sĩ trị liệu vì anh ấy là người cuối cùng nhìn thấy Gianni Rowley còn sống. Nhà trị liệu cho rằng anh ta vẫn còn độc thân vì anh ta đang tước đi hạnh phúc thực sự của mình vì tội lỗi vì điều gì đó mà anh ta đã không làm. Diễn biến quan trọng Tess và Connor thảo luận về tương lai. Connor nói với Tess rằng anh cảm thấy tội lỗi vì là người cuối cùng nhìn thấy Yanni còn sống. Phần 36 Chương 34 John bầu bị sốc khi Cecilia nói với anh rằng mẹ anh biết bí mật của anh. John bầu xin lỗi một lần nữa vì đã đặt Cecilia vào một vị trí khủng khiếp đồng thời khẳng định anh không phải là một con quái vật xấu xa. Anh ấy đã mắc một sai lầm khủng khiếp khi mới 17 tuổi. Tuy nhiên, Cô không thể để anh quên rằng anh chưa bao giờ phải trả giá cho sai lầm của mình. Diễn biến quan trọng Cecilia nói với John Paul rằng Virginia biết bí mật của anh ta. John Paul xin lỗi Cecilia một lần nữa. Cecilia nhắc anh ta rằng anh ta chưa bao giờ trả giá cho sai lầm của mình. Phần 37 Chương 35 Đó là ngày 6 tháng 4 năm 1984. Yanni gặp John Paul ở công viên. Cô định nói với anh rằng cô không muốn gặp anh nữa. Cô ấy không thích Connor hơn John Paul, nhưng cô ấy thích John Paul quá nhiều. Cô ấy không cảm thấy xứng đáng với sự chú ý của John Paul. Connor là bạn của cô ấy và cô ấy biết anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy. Khi đến gần John Paul, cô ấy gần như không thể thở được và có cảm giác đau nhói ở ngực. Kỳ hép Jani dự định nói với John Paul rằng cô ấy đã chọn một người khác làm bạn trai của mình. Jani thực sự thích John Paul, nhưng cô ấy không cảm thấy xứng đáng với anh ấy. Gia khó thở khi đến gần Dung Phần 38 Chương 36 Cecilia đang tham gia lễ diễu hành mũ phục sinh ở trường. Cô nghĩ về gia đình mình. Cô ấy tin rằng các con gái của mình sẽ không thể đối phó nếu không có John Paul trong cuộc sống của chúng, trong khi tự lý luận rằng lời thú nhận của John Paul sẽ không mang Gianni trở lại. Cô ấy nhìn Isabel khiêu vũ với một số bạn của cô ấy trên ban công lớp 6 và tưởng tượng nếu cô ấy bị giết bởi một cậu bé nào đó, cô ấy biết rằng ngay cả khi cậu bé cảm thấy hối hận và trở thành một người đàn ông tuyệt vời của gia đình, cô ấy sẽ muốn giết anh ấy. Diễn biến quan trọng. Cecilia quyết định rằng việc dùng bầu thú tội sẽ chẳng ích lợi gì. Cecilia nhìn thấy con gái mình, Isabella, trên ban công và tưởng tượng cô ấy sẽ làm gì nếu con gái mình bị sát hại. Phần 39, chương 37. Tess và Lucy đang ở cuộc diễu hành. Lucy hỏi Tess về đêm của cô ấy với Connor. Tess thực sự thích bản thân mình. Cô ấy cảm thấy như mình đã trả thù được Felicity và Quinn. Diễn biến quan trọng Tess nhận ra rằng cô ấy đã có khoảng thời gian tuyệt vời với Connor. Phần 40 Chương 38 Rachel đang làm việc tại lễ diễu hành mũ phục sinh thì thấy Connor ở bàn giám khảo. Cô ấy tức giận vì Connor vui vẻ vào ngày trước ngày dỗ của Janie. Diễn biến chính Rachel phát hiện ra Connor tại cuộc diễu hành và trở nên tức giận vì anh ấy trông rất vui. Phần 41 Chương 39 Cecilia quyết định rời cuộc diễu hành sớm. Cô ấy cố gắng vượt qua Rachel và người trợ giúp của cô ấy, Samantha. Nhưng Samantha gọi cô ấy lại để hỏi khi nào tupperware của cô ấy sẽ đến. Các mặt hàng đã được chuyển đến. Cecilia xin lỗi và hứa sẽ đưa nó cho cô ấy vào cuối ngày hôm đó. Cô ấy cũng hứa như vậy với Rachel. Khi happiness Cecilia tình cờ gặp Rachel tại cuộc diễu hành và nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ mang Tupperware đến cho cô ấy vào cuối buổi chiều hôm đó. Phần 42, chương 40. Tess suy ngẫm về cuộc hôn nhân của mình, nhận ra rằng chắc hẳn đã có vấn đề khiến Win phải lòng Felicity mặc dù cô không thể xác định chính xác điều gì. Cô cảm thấy buồn vô cùng. Những suy nghĩ về Connor khiến nỗi buồn của cô trở nên xấu hổ. Cô quyết định làm cho mình cảm thấy tốt hơn bằng cách mua sắm đồ lót đắt tiền. Những diễn biến chính test cố gắng tìm ra điều gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của mình, sau đó cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghĩ về Connor. Phần 43 chương 41 Ông chủ của Rachel, Trudy, đưa cho Rachel một giỏ đầy kẹo đắt tiền Chu đi không có kế hoạch lớn cho cuối tuần lễ phục sinh và cô ấy thích đọc những điều bí ẩn. Cô ấy nói với Rachel rằng cô ấy thích đoán xem ai là kẻ sát nhân. Cô ấy dừng lại khi nhớ đến Gianni và xin lỗi. Rachel nói với cô ấy rằng mọi chuyện vẫn ổn. Diễn biến quan trọng xếp của Rachel đưa ra nhận xét khó xử về những vụ giết người bí ẩn. Phần 44, chương 42, Connor gọi cho Tess. Họ lên kế hoạch gặp nhau sau khi Liam đi ngủ, Rachel đang đi đến ô tô của mình thì nhìn thấy Connor. Anh ta trông rất vui. Cô nhớ lại vẻ mặt ác ý của anh ta trong video với Yani. Cô ấy rất tức giận vì cô ấy biết anh ta sẽ không bao giờ trả giá cho tội ác của mình. Khi nhìn thấy Rachel, nụ cười của anh ấy biến mất. Rachel tin rằng đây là dấu hiệu tội lỗi của anh ta. Khi Cecilia ghé qua nhà Rachel với túp bơ của cô ấy, Rachel mời cô ấy vào nhà dùng trà. Rachel nói rằng ngày mai là ngày dỗ của Yanni và cô ấy đã tìm thấy một đoạn video sau bữa tiệc Tupper bờ vua chứng minh kẻ giết Yanni là ai. Diễn biến quan trọng Tess lên kế hoạch gặp lại Connor. Rachel nhìn thấy Connor và trở nên tức giận. Cecilia biết rằng Rachel có bằng chứng về kẻ giết con gái mình. Phần 45, chương 43, Connor và Tess đang ngồi trên mô tô của Connor. Tess nghĩ về Gwyn và Felicity sau đó đưa ra quyết định sáng suốt để được hạnh phúc ở nơi cô đang ở. John Paul nói với Cecilia rằng nếu điều đó giúp cô ấy dễ dàng hơn, anh ấy sẽ thú nhận. Cô nói với anh rằng Rachel có bằng chứng mới. Họ đồng ý rằng nếu bằng chứng của cô ấy liên quan đến người khác, John Paul sẽ tự ra đầu thú. Diễn biến quan trọng test quyết định tận hưởng thời gian bên Connor thay vì nghĩ về Win. Cecilia nói với John Paul rằng Rachel có bằng chứng mới về cái chết của Yanni. Phần 46 Chương 44 test và Connor đang ở bãi biển. test thú nhận rằng cô ấy đang lợi dụng Connor để giúp cô ấy không nghĩ về Gwyn, nhưng anh ấy đã biết. Connor hôn cô say đắm. Diễn biến chính test và Connor thảo luận về việc cô ấy đang lợi dụng anh ta để đánh lạc hướng cô ấy khỏi nghĩ về Gwyn. Phần 47 Chương 45 Đó là ngày 6 tháng 4 năm 1984. Gianni nói với John Paul rằng cô ấy không thể gặp anh ấy nữa. Mặt anh đỏ bừng. Anh ấy nghĩ cô ấy là bạn gái của anh ấy, và cô ấy cảm thấy thật kinh khủng. Một tiếng cười khúc khích the thế thoát ra khỏi miệng vì cô ấy lo lắng và không thoải mái. John Paul túng lấy cổ cô ấy. Gianni nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của anh ta và cảm thấy vòng tay anh ta nới lỏng, nhưng một cái gì đó khủng khiếp đang xảy ra với cơ thể cô ấy. Trong tâm trí cô, cô nhớ rằng mẹ cô phải đón cô sau giờ học để đi khám bác sĩ. Kỳ hép Beninsiani nói với John Paul rằng cô ấy không thể gặp anh ấy nữa. ohn Paul khó chịu và bắt đầu bóp cổ Yanni, nhưng anh ta bỏ đi khi nhận ra mình đang làm gì. Yanni nhớ lại rằng cô ấy phải đi khám bác sĩ vào ngày hôm đó. Phần 48 Chương 46 Hôm nay là thứ sáu tuần thánh, Rachel, Job, lauren và jacob đang đứng ở công viên thung lũng quát thồ nơi thi thể của janie được tìm thấy rachel nhìn lauren an ủi rob và lần đầu tiên nhận ra cái chết của em gái mình đã gây khó khăn cho anh như thế nào cecilia tỉnh dậy khi nghĩ về sự thật rằng đó là ngày dỗ của janie crowley dồn bầu hỏi cô ấy liệu gia đình có đủ khả năng tài chính nếu anh ấy vào tù hay không cô ấy nói có và anh ấy bắt đầu nói về việc anh ấy muốn trở thành người dạy lái xe cho con gái mình anh ấy khóc nức nở, và Cecilia không thể kìm nén được sự tức giận của mình. Cô ấy nói với anh ấy rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Diễn biến quan trọng Rachel đến thăm công viên nơi Yanni đã chết cùng với Rob, Lauren và Jacob. Cecilia an ủi dôn bao khi anh suy sụp. Phần 49, chương 47 Tess nhận được tin nhắn từ Connor mời cô và Liam thả diều cùng anh ta. Lucy cảnh báo Tess không nên dính líu quá nhiều đến Connor cho đến khi cô ấy tìm ra mọi chuyện với Win. Chuông cửa reo và Liam trả lời. Felicity ở đó. Kỳ hép Penning Connor mời Tess và Liam thả diều cùng mình. Felicity đến nhà Lucy để nói chuyện với Tess. Phần 50 Chương 48 Rachel đang ở nhà của Rob và Lauren. Rob nói với cô ấy đã gặp ác mộng về cái chết của em gái mình và xin lỗi vì chưa bao giờ đến công viên với cô ấy trước đây. Anh ấy suy sụp và Rachel hối hận vì đã không quan tâm đến anh ấy nhiều hơn sau khi Gianni qua đời. Cô ấy nhận ra rằng cô ấy đã khép mình với mọi người và mọi thứ kể từ cái chết của Gianni. Diễn biến chính Rachel nhận ra rằng Rob đã đau khổ vì cái chết của em gái mình. Rachel hối hận vì khép mình với mọi người sau khi Gianni qua đời. Phần 51 chương 49 Felicity nói với Liam rằng cô ấy sẽ đến Anh để đi bộ từ bờ biển này sang bờ biển khác. Cô ấy nói với Ted rằng chuyện giữa cô ấy và win đã kết thúc. Cô yêu anh, nhưng anh chưa bao giờ thật sự yêu cô. Ngay sau khi Felicity và Liam rời đi, không có gì xảy ra nữa giữa họ. Ted nói với Felicity rằng cô ấy có thể có win và rằng cô ấy đã ngủ với Connor. Felicity đang rời khỏi đất nước và Tess có thể làm những gì cô ấy muốn nhưng cô ấy cảnh báo Tess không được nói với win về Connor. Diễn biến quan trọng Felicity thừa nhận win không yêu cô ấy và cô ấy sẽ rời khỏi đất nước. Tess nói với Felicity rằng cô ấy đang ngủ với Connor và không muốn win quay lại. Felicity cảnh báo Tess không được nói với win về Connor. Phần 52 Chương 50 Rachel đang lái xe từ nhà Rob về nhà thì cô nhận được cuộc gọi từ thám tử trung sĩ Struth từ đội sát nhân vị thám tử nói với cô ấy rằng họ đã xem lại đoạn video và sẽ không thẩm vấn con nữa cecilia john Bầu và các cô gái đang đi dạo ở một công viên gần đó isabel nhìn thấy một người đàn ông với một con diều khổng lồ boli nhận ra người đàn ông đó là con whitby ray chỗ tiếp tục lái xe về nhà và nghĩ về việc con đã giết jani cô nhìn thấy một người đàn ông trên vỉa hè phía trước đang nói chuyện điện thoại và thả diều Tess đang nói chuyện điện thoại với Connor, giải thích rằng họ không thể gặp anh ấy vì Gwyn đang trên đường đến. Cô ấy xin lỗi và nói với anh ấy rằng ít nhất cô ấy phải cố gắng với Gwyn vì lợi ích của Liam. Connor bước ra khỏi vỉa hè với con diều đang bay cao. Polly bắt đầu hét tên anh ấy và đạp xe về phía anh ấy. Diễn biến quan trọng Chồi nhận được cuộc gọi từ một thám tử nói với cô rằng họ sẽ không thẩm vấn Connor. Cô ấy lại trở nên giận dữ. Cecilia, John Paul và các cô gái đi dạo trong công viên. Connor đang thả diều thì Polly phát hiện ra anh ta và đạp xe của cô ấy vào con đường về phía anh ta. Phần 53, chương 51. Rachel nhìn người đàn ông với con diều bước ra khỏi lề đường. Anh ấy nhìn về phía cô ấy và cô ấy nhận ra đó là Connor. Cô đạp mạnh chân ga. Connor phát hiện chiếc ô tô đang lao tới mình và băng qua đường. Polly bị ô tô đâm Dồn bao chạy về phía chiếc xe trong khi Cecilia đứng chết chân và bối rối. Rachel đang run rẩy khi đạp phanh. Cô ấy nhận ra mình đã đánh một cô bé và thấy Cecilia đang chạy. Cô ấy đã đánh Polly và có tiếng la hét xung quanh cô ấy. Tess gọi điện cho Quyên để tìm hiểu điều gì khiến anh ấy mất nhiều thời gian như vậy. Anh ấy đã chứng kiến một vụ tai nạn khủng khiếp liên quan đến một cô gái đi xe đạp. Cô gái bằng tuổi Liam và anh ấy nghĩ rằng cô ấy đã chết diễn biến quan trọng Rachel nhận ra người đàn ông thả diều là Connor và tăng tốc. Polly bị Rachel đánh. Quyền nói với Ted rằng anh ấy bị kẹt xe vì đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Phần 54, chương 52, Polly bị chấn động nặng, gãy tay, vỡ lá lách và có lo ngại về chảy máu trong. Cecilia hít vào thở ra thật sâu khi bác sĩ nói với họ rằng họ sẽ không thể cứu được cánh tay của cô ấy. Rachel đang ở bệnh viện, Cô ấy xin lỗi Cecilia, nhưng Cecilia khẳng định Polly đã chạy theo cô ấy. Nó là một tai nạn. Rachel thừa nhận rằng cô ấy đã nhấn ga vì cô ấy đang cố giết Connor vì cô ấy tin rằng anh ta đã sát hại Gianni. Cecilia tiết lộ John Paul đã giết Gianni. Diễn biến quan trọng Polly bị chấn động, gãy tay và vỡ lá lách. Các bác sĩ nói rằng họ sẽ phải cắt bỏ cánh tay của cô ấy. Rachel cầu xin sự tha thứ của Cecilia và giải thích rằng cô ấy đã tăng tốc vì biết Connor đã giết Yanni. Cecilia nói với Rachel rằng John Paul đã giết con gái cô. Phần 55, chương 53 Rachel bị sốc khi biết chuyện xảy ra giữa John Paul, Yanni và Connor nhiều năm trước. Khi John, bầu đến tìm Cecilia, cô ấy nói với anh rằng Rachel biết sự thật. Rachel muốn biết tại sao anh ta giết con gái cô ấy, nhưng anh không giải thích được. Thay vào đó, anh ấy xin Rachel một thời gian ngắn trước khi cô ấy đến gặp cảnh sát, để anh ấy có thể ở đó vì Polly và gia đình anh ấy. Nhưng cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy sẽ không cướp anh ấy khỏi con gái mình. Diễn biến chính Cecilia nói với John Paul rằng Rachel biết sự thật. Khi anh ấy yêu cầu cô ấy cho anh ấy một chút thời gian, Rachel nói với John Paul rằng cô ấy sẽ không đưa anh ấy rời xa Polly. Phần 56, chương 54 Gwyn và Tess đang ở sân sau nhà Lucy giấu trứng phục sinh cho Liam. Khi Tess hỏi cuộc hôn nhân của họ có vấn đề gì, Gwyn tiết lộ rằng sau sinh nhật lần thứ 40, anh cảm thấy mình già và kém hấp dẫn. Felicity giảm cân và bắt đầu tán tỉnh anh ta, và anh ta rất hãnh diện. Anh để nó vụt khỏi tầm tay. Họ nắm tay nhau, nhưng Tess khẳng định rằng nếu đến Giáng sinh mà anh ấy vẫn nhớ Felicity, anh ấy nên đến gặp cô ấy diễn biến quan trọng Tess và Quyên thảo luận về những sai lầm trong cuộc hôn nhân của họ. Tess cam kết sẽ cố gắng hàn gắn cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, Tess cho Quyên ra ngoài, nói với anh ấy rằng nếu anh ấy nhớ Felicity vào dịp Giáng sinh, anh ấy nên ở bên cô ấy. Phần 57, chương 55, cánh tay của Polly bị cắt cụt. John Paul và Cecilia đang ở bên giường của cô ấy. Cecilia nói với John Paul rằng cô ấy đã nói với Rachel sự thật vì Rachel đang cố đánh Connor. Cô nghĩ anh ta đã giết Jani. John Paul vô cùng hối hận và đau buồn vì anh biết hành động của mình đã dẫn đến tai nạn của Polly. Cecilia thúc giục anh ấy cố gắng vì Polly và những người còn lại trong gia đình. Kỳ Hepatitis cánh tay của Polly đã bị cắt cuộc. John Paul nhận ra hành động của mình đã gây ra tai nạn cho con gái mình. Phần 58 Chương 56 Rachel định gọi cảnh sát để báo rằng John Paul đã giết Yanni. Cô ấy lo lắng John Paul và Cecilia sẽ làm điều tương tự với cô ấy liên quan đến tai nạn của Polly. Cô ấy gọi điện đến nhà của Rob. Rachel hỏi Lauren liệu cô ấy có thể đến ở nhà họ qua đêm không? Diễn biến quan trọng Rachel dự tính trình báo John Paul với cảnh sát. Phần 59 Chương 57 Tess thức dậy bên cạnh Quinn. Cô ấy không thể tin được tất cả những gì đã xảy ra trong tuần qua. Cô ấy nghĩ về Connor, cảm thấy tồi tệ vì đã lợi dụng anh ấy như cô ấy đã làm. Sau đó, cô tiến lại gần Win và hôn lên cổ anh. Họ làm tình và khóc sau đó. Diễn biến chính Tess và Win làm tình. Phần 60, chương 58. Jacob đánh thức Rachel và lên giường với cô ấy. Cô ấy hát cho anh ấy một bài hát và anh ấy ngủ thiếp đi. Cô ấy quyết định rằng khi Polly từ bệnh viện về nhà, cô ấy sẽ nhờ John Paul đến để thảo luận về những khoảnh khắc cuối cùng của Yanni. Cô ấy cân nhắc việc gửi cho Connor một bức ảnh từ an ảnh của Yanni chụp hai người họ cùng nhau. Cecilia ở bên giường Polly khi Polly tỉnh dậy. Cecilia nói với Polly rằng Connor Whitby đã gửi một món quà cho cô ấy và dơ một quả trứng phục sinh bọc trong lá vàng. Bồ Lì cố gắng lấy nó và một biểu cảm bối rối thoáng qua khuôn mặt cô ấy. Cecilia nắm lấy tay trái và hít một hơi thật sâu. Kỳ hép Benningstray chỗ thức dậy tại nhà của con trai mình và âu yếm Jacob. Cô ấy cân nhắc việc gửi cho Connor bức ảnh của anh ấy và Gianni cùng nhau. Cecilia ở bên cạnh Polly khi cô ấy tỉnh dậy và chuẩn bị tinh thần để giải thích với Polly rằng cánh tay phải của cô ấy đã biến mất. Phần 61 Phần kết John Paul sẽ không biết rằng nếu Jani đến cuộc hẹn với bác sĩ vào ngày đó năm 1984, thì cô ấy đã được chẩn đoán mắc hội chứng Marfan, một chứng rối loạn không thể chữa khỏi của các mô liên kết. Anh ấy sẽ không bao giờ biết rằng do chứng rối loạn, chứng phình động mạch chủ đã giết chết Jani chứ không phải ngạt thở do chấn thương. Kỳ hép Benins Gianni chết vì chứng phình động mạch chủ, không phải ngạt thở do chấn thương. Phần 62 Góc nhìn của người đọc bí mật của người chồng là một cuốn sách hấp dẫn câu chuyện bắt đầu một cách xuất sắc với một tình huống bình thường mà cecilia một trong những nhân vật chính đổ lỗi cho tất cả những điều khủng khiếp xảy ra sau đó cecilia tin rằng nỗi ám ảnh của con gái mình với bức tường berlin là sợi dây duy nhất khiến cuộc đời cô hoàn toàn bị xáo trộn sự lựa chọn mà cecilia đưa ra chia sẻ mảnh tường của mình với cô con gái nhỏ là điều đưa cô lên gác máy để tìm bức thư thay đổi cuộc đời cô một khi chiếc phong bì bí ẩn được đưa vào câu chuyện cuốn sách này là không thể bỏ xuống câu chuyện về ba gia đình và cách cuộc sống của họ gắn bó với nhau mang đến cho người đọc nhiều suy nghĩ trong số các chủ đề được khám phá là câu hỏi liệu giữ bí mật có tốt hơn tiết lộ hay không rốt cuộc một khi bí mật của john paul được tiết lộ cuộc sống của những người trong ba gia đình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát một chủ đề kích thích tư duy khác là tác động của cái tôi cá nhân đối với các mối quan hệ Quyên nảy sinh tình cảm với em họ của vợ vì những bất an cá nhân của anh ta. Tess phát hiện ra rằng cô ấy có vấn đề với chứng lo âu xã hội và không thể nhờ chồng giúp đỡ vì sự bất an của cô ấy. Chính những bất an này đã khiến hai vợ chồng xa nhau và buộc họ phải nhìn kỹ lại bản thân trước khi có thể cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân cho mình và đứa con trai nhỏ. Trong những chương đầu tiên, Moriarty giới thiệu một số nhân vật chính và phụ và điều này có thể hơi khó hiểu đặc biệt nếu những chương này không được đọc liền một mạch tuy nhiên các nhân vật được tạo ra rất đẹp từ những đứa trẻ ngây thơ nhưng sâu sắc cho đến người cầu toàn cecilia khi bí mật của john paul bị tiết lộ thật khó để tức giận với anh ấy vì rõ ràng anh ấy đã gây ra bao nhiêu đau đớn và khổ sở khi giữ bí mật của mình rachel là một người phụ nữ dễ mến chìm trong đau buồn và khi cô ấy đạp ga Người đọc biết rõ cô ấy nên dễ hiểu cho hành động đê hèn của cô ấy vì nỗi đau của cô ấy đã được miêu tả rất chân thực. Câu chuyện về Ted và Quyên cũng đáng tin cậy. Cả hai đều phải đối mặt với những thử thách thực tế của tuổi trung niên và đang giải quyết các vấn đề trong quá khứ cũng như hiện tại của họ. Cuối cùng, thật dễ hiểu và thông cảm cho Connor khi tiết lộ rằng anh yêu Yanni và cảm thấy tội lỗi lạ thường vì anh là người cuối cùng nhìn thấy cô còn sống. Mối quan hệ của Tess với Connor là một cách thực tế để cô ấy giải quyết nỗi đau của mình, nhưng cũng giúp người đọc hiểu về Connor hơn một chút. Mặc dù thú vị, nhưng câu chuyện về Tess, Felicity và Quinn không phải là một phần thiết yếu của cuốn tiểu thuyết và đôi khi dường như hơi bị phân tâm khỏi cốt truyện chính. Những câu chuyện về Rachel, Connor và Cecilia là quá đủ để khiến độc giả thích thú và tò mò. Bí mật của người chồng là một cuốn sách thú vị đầy kịch tính và hồi hộp. Mối quan hệ của Tess với Connor là một cách thực tế để cô ấy giải quyết nỗi đau của mình, nhưng cũng giúp người đọc hiểu về Connor hơn một chút. Mặc dù thú vị, nhưng câu chuyện về Tess, Felicity và Quinn không phải là một phần thiết yếu của cuốn tiểu thuyết và đôi khi dường như hơi bị phân tâm khỏi cốt truyện chính. Những câu chuyện về Rachel, Connor và Cecilia là quá đủ để khiến độc giả thích thú và tò mò. Bí mật của người chồng là một cuốn sách thú vị đầy kịch tính và hồi hộp. Mối quan hệ của Tess với Connor là một cách thực tế để cô ấy giải quyết nỗi đau của mình, nhưng cũng giúp người đọc hiểu về Connor hơn một chút. Mặc dù thú vị, nhưng câu chuyện về Tess, Felicity và Quinn không phải là một phần thiết yếu của cuốn tiểu thuyết và đôi khi dường như hơi bị phân tâm khỏi cốt truyện chính. Những câu chuyện về Rachel, Connor và Cecilia là quá đủ để khiến độc giả thích thú và tò mò. Bí mật của người chồng là một cuốn sách thú vị đầy kịch tính và hồi hộp và cecilia là quá đủ để khiến độc giả thích thú và tò mò bí mật của người chồng là một cuốn sách thú vị đầy kịch tính và hồi hộp và cecilia là quá đủ để khiến độc giả thích thú và tò mò bí mật của người chồng là một cuốn sách thú vị đầy kịch tính và hồi hộp